Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Còn được một số phôi khí gân ha anh chị. Cái này em xả em nghỉ Tết luôn ha. Giá là em bao rẻ nhất thị trường luôn. Này còn mấy cây à, cây đâm chồi sống khỏe ha. Khi vận chuyển mấy cái chồi nè, em ốp vô nó có gãy một vài nhánh anh chị thông cảm nha. Tại em bán này bán cái gốc ha. Đó, anh chị thông cảm nha, cũng gán ấy cho anh chị thôi. Em bán cái gốc nha. Khí gân siêu trái luôn nha chị, dữ lắm trái nha, trái chua nha. Mã số 130. Quành 23. Chiều cao 57. Chiều cao 57. Đường kính bầu 26 này em bán cực kỳ mềm cho anh chị chơi luôn. Rồi 300.000 bao ship tặng nhà cái khí gân nha. Đó, cây đâm chồi sống khỏe hết nha anh chị. Còn một lô này nữa hết trơn luôn đó anh chị ơi. Xả luôn. 131. Đó, cây cực kỳ quái nè. Xả lỗ luôn anh chị ơi. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 28. Rồi bao rẻ luôn 200.000 bao ship. Không đường nào rẻ bằng luôn nha anh chị. Nói thật sự với mình luôn ha. 132 còn bao ship cho mình luôn. Cây cực kỳ quái luôn. Khí gân nghe trái chua nghe anh chị. Quanh 19. Quanh 19. Chiều cao 28. Chiều cao 28 mã số là 132. Rồi 250.000 bao ship. Cái mặt trái đó có em có để góc phải màn hình đó, là cái cây tương tự hồi đó làm ra bông ra trái gì đó nghe anh chị. Anh chị có thể thấy ha. Nè, tàn bay cực kỳ đẹp luôn. Mã số là 133. Bao ship luôn nghe cô chú anh chị. Quanh 18. Chiều cao 31. Chiều cao 31. Rồi cái này để rẻ 250.000 bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình chơi luôn. 134. Cây đâm chồi sống khỏe hết rồi nha cô chú anh chị. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 27. Chiều cao 27. Rồi cây này giao luôn chị 200.000 thôi, bao ship luôn. Hồi này chung là em xả cặp sàn luôn. 135. Cây này cực kỳ đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Quanh 17. Quanh 17. Chiều cao 27. Cây này cực kỳ đẹp luôn ha. Mã số là 135. Cây này giao luôn chị mình 300.000 em bao ship luôn. Rồi tiếp theo. 136. 136 nè anh chị coi nè. Đầm bông luôn nè chưa. Cái gần siêu trái nè, trái dữ lắm nè anh chị. Để giá mềm cho anh chị chơi luôn. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 61. Rồi 200.000 bao ship. Cái này em nói chừng là không có cái nào mà rẻ bằng đâu anh chị ơi. 137. Này dán thú luôn. Cây sống khỏe hết anh chị mình yên tâm. Quanh 17. Quanh 17. Chiều cao 41. Chiều cao 41. Rồi mã số 137. Rồi. Cái này giao lưu với anh chị mình 250 rồi, bao ship tặng nhà luôn. Ồ cái này chơi đổ được luôn nè anh chị. 138. Củ đế quá trời luôn nè. Quanh 15. Quanh 15. Cành bay 38. Cành bay 38. Rồi cây này giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi em để rẻ luôn 250.000 bao ship. Không được nào rẻ bằng luôn. 139. 139. Quanh 17. Chiều cao 42. Chiều cao 42. 139. Rồi cái này cũng 300.000 thôi anh chị ơi, bao ship tặng nhà luôn. Giá cực kỳ yêu thương cho anh chị chơi ha. Cây này thú luôn nè. 140. Này còn mấy cây xả anh chị chơi luôn. 140 ha. Quanh 16. Chiều cao 30. Rồi cái này 200.000 thôi, bao ship luôn. À. Rồi. Cây này mini nha, mini mà quái lắm nha. Nè. Đó, cây này 50.000 thôi chị ơi, gộp đơn ha. 141 anh chị mua cái gì kèm theo 50.000 gộp đơn. Kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị mình một số cây khí gân thành phẩm ha. Đó, cho anh chị mình về mình chơi Tết ha. Nè, cây khá là mướt nha anh chị. Đó, bụi đế nè. Đó, nửa này ship chậu cho anh chị về mình chơi Tết luôn ha. Đây, số cây. Chứ còn một số cây linh sam. Đây, linh sam ha. Để giá hữu nghị anh chị mình chơi luôn ha. Rồi tiếp theo. Mã số 72. Ồ, cây cũng cực kỳ quái nha anh chị. Quanh 18. Quanh 18. Chiều cao 28. Chiều cao 28 mã số là 72. Cây này giao lưu với anh chị mình là rồi 950.000 bao ship cả chậu cho mình luôn. Khí gân trái chua nha anh chị. Rồi tiếp theo.
Ủa cây này cực kỳ quái nha chị. Cây này tại em mới tỉa lại đó, nó đang nhú chồi lại nè chị. Đó ha, đang đâm chồi lại nè. Đó, tại mới vô dây rồi tỉa lại nè, đang nhú chồi lại nè chị coi nè ha. Mã số là 73. Này em ship cả chậu cho mình về mình chơi luôn ha. Quanh 17. Chiều cao 45. Mã số là 73. Rồi cái này cả chậu luôn, 950 luôn chị ơi. Bao ship tặng nhà cho mình luôn. Theo, đây là cây linh sam sông Hinh nha chị. Đó, này ship chậu cho mình về mình chơi Tết luôn nha chị. Đó, cây cực kỳ quái ha. Mã số đầu tiên là, mã số tiếp theo là 75. Quanh 17. Chiều cao 31. Đó. Mã số là 75. Rồi cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình là, rồi cây này giao lưu anh chị mình là 800.000 nha. Bao ship cả chậu cho mình luôn. Rồi tiếp theo cũng là linh sam sông Hinh luôn nha chị. Đó, cây này chưa vô, cứ vô chậu thôi, vô chậu là cũng tuyệt vời luôn nha chị. Nè. Đó, cây rất là đẹp luôn ha. Số 76. Mã số 76. Quanh 16. Chiều cao 20. Đó, rồi cái này về cho anh chị vô chậu ha. Cái này em để rẻ anh chị 600.000 thôi. Bao ship luôn. 600.000 cũng lên linh sam sông Hinh ha. Rồi tiếp theo đây cái linh sam trắng phớt hồng nha chị, ghép trắng phớt hồng ha. Nè, bệ đế nè. Quá chờ luôn ha. Mã số 77. Mã số 77. Này em xả luôn chị, để rẻ anh chị chơi Tết luôn. Quanh 16. Quanh 16. Chiều cao 33. Chiều cao 33. Rồi để bao rẻ luôn 550.000 linh sam trắng phớt hồng ha. Rồi tiếp theo. Này cũng trắng phớt hồng nha anh chị. Mã số 78. Cây này về anh chị vô chậu là chơi bao đẹp luôn ha. Cái búng đọt quá trời luôn nè. Quanh 17. Quanh 17. Chiều cao 30. Chiều cao 30, mã số 78. Rồi 550.000 bao ship tặng nhà luôn. Này mới đụng lá lên, cũng là trắng phớt hồng nha anh chị. Cực kỳ quái nha anh chị. Nè, cây này thân sắn luôn nè. Chị thấy không? Quanh 17. Quá trời nó ra rồi. Chiều cao 24. Cây này thẳng sẵn. Rồi cây này cũng 550.000 bao ship, mã số 79. Tiếp theo đây cây linh sam siêu bông nha chị. Siêu bông dán bay. Dán bay. Mã số là 81. Cây cực kỳ quái luôn. Quanh 11. Cành bay 35. Cành bay 35 nè, đang bút bông rất là nhiều luôn. Đó. Nè chị coi nè ha. Uống chì tài rất là dữ luôn ha. Rồi mã số nhiêu vậy em? 81. Rồi cây này cũng rẻ 500.000 thôi chưa? Bao ship tặng nhà luôn. Linh sam siêu hoa ha. Cây này linh sam siêu hoa. Rồi tiếp theo đây là cây bông bụp nha chị. Bông bụp này gọi là bông bụp Đài Loan vậy đó. À, lá nó nè. Đó, cực kỳ quái luôn. Co quái nha. Đó, để rẻ anh chị luôn ha. Cái này không ship chậu nha chị. Này chị về thay chậu mới chơi. Rồi em để rẻ của chú chị mình 400.000 thôi. Bao rẻ luôn. Đó. Mã số là 82, 400.000 bao ship cho mình luôn. Quá rẻ nha chị. Dạ em xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu giao lưu với cô chú anh chị một số là dụng cụ phục vụ cho cây cảnh nha cô chú anh chị. Đầu tiên là dây nhôm. Dây nhôm là dây nhôm nhà em là dây nhôm đen loại 1. Đó, bao hàng mềm dẻo cho cô chú anh chị luôn. Nó có từ 1 ly cho đến 6 ly. Từ 1 ly đến 6 ly ha. Ha. Bao mềm dẻo luôn nha cô chú anh chị. Hàng chất lượng đàng hoàng ha. Cô chú anh chị nhận hàng cứ kiểm tra thoải mái ha. Này em bán là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho mình luôn. Đó. Từ 1 ly đó, cho đến 6 ly. Đây loại bự đây. Đó. Cây mềm dẻo luôn. Từ 1 ly đến 5 ly, giá là 150.000 một ký. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Dạ tiếp theo em xin giao lưu với cô chú anh chị là lưỡi cưa tớp. Một cây cưa tớp nha anh chị, một bộ. À, một cưa tớp là gồm cán, lưỡi và một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đây. Đó. Trọn bộ của nó ha. Mấy cưa, hàng cưa này em bao bán ha cô chú anh chị, về mở ra cứ cưa thử ra. Bán thì nhận hàng giúp em nha cô chú anh chị. Giá một bộ này là 120.000. 120.000 bao ship cho mình luôn ha. Cứ
cưa tớp, dụng cụ để cưa mấy nhánh bự đó cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây. Đó, cưa tớp nha, gồm một bộ thế này nha cô chú anh chị. Đó, 120.000 một cây em bao ship. Cô chú anh chị và nhận hàng có thể mở ra cưa thử cái nhánh nào đó. À, theo bán nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là lưỡi cưa tớp. Cái lưỡi này á là trong một cái hộp như thế này nha cô chú anh chị. Đó, trong cái hộp như thế này. Em mới tháo một cái lưỡi ra cho cô chú anh chị xem đó. À, một lưỡi như thế này là 80.000 em bao ship. À, cô chú anh chị mua thêm cái gì nữa nghe cô chú. Tại vì nếu mà mua một lưỡi này không em ship thì tiền ship nó cũng bằng tiền là ấy luôn rồi chị, cô chú anh chị ơi ha. À, rồi tiếp theo là một lưỡi như thế này là 80.000 cô chú anh chị. Giả bộ như cô chú anh chị ở nhà có cái cưa này rồi nhưng mà cái lưỡi cô chú anh chị mà nó bị lục rồi đó, cô chú anh chị cần thay thế á, thì em bán lưỡi 80.000 em bao ship một cái lưỡi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái kìm cắt kẽm. Kìm cắt kẽm, hàng này là hàng của Nhật nghe của chú anh chị. Em bao sắc bén cho của anh chị luôn. Mở ra cắt dây nhôm mà không bán thì trả lại cho em ha. Này cắt dây nhôm tuyệt vời luôn, tỉa cành cũng được luôn đó nghe của chú anh chị. Đó, tỉa mấy nhánh nhỏ trong cái nách á. Em sử dụng cái này để em uống cây cắt kẽm á, để sẵn là kẽ luôn cũng được. Rất là ok ha, gọi là sắc bén ha. Hàng này hàng của Nhật nghe của chú anh chị. À, cây này thì giá là 150.000 một cây, em bao ship cho mình. À, rồi tiếp theo là hàng mới về, loại mới nè cô chú về, lâu lâu mới về được nè ha cô chú chị. Hàng này là hàng của Nhật nha, là sản xuất cho để sử dụng cho mình để dán cắt đầu của cái các cây á, mặt cắt của các cây á. Đó, sử dụng cô chú sử dụng mà giấy nhôm á. Đó, cái này là loại là keo nhôm. Đó, nó có một lớp keo ở bên dưới đây. Đó, cô chú anh chị để dán lên cái mặt cắt của cái cây mình mà mình đè lên đó. Đó. Đó, mình tha keo xong mình dán lên ha cô chú anh chị. Đó, nó sẽ mau kéo liền sẹo lại cho mình. À, keo nhôm ha, loại này hàng mới về luôn của Nhật luôn nghe cô chú anh chị. Hàng này xài rất là ok nè. Đó, lâu lâu mới về được một lô như thế này nghe cô chú anh chị. Này rất là dày nghe cô chú anh chị. Nó cuộn nó cũng dày lắm ha. Chú chưa xài một cuộn này thì xài cũng rất là nhiều cây cho rất là nhiều cây của mình đó. Khỏi cần lấy giấy nhôm ha, này có keo mà nó mạ nhôm ở trên này cho nên là mình dán lên vô ha cô chú anh chị. Dán vô là dính nha. Đó, cái cuộn như thế này thì là 70.000, cũng bao ship cho mình luôn ha, 70.000 một cuộn. Cuộn như thế này 70.000 nha, mới về hàng mới về nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp theo là cây dao ghép nha cô chú anh chị, ghép dùng để ghép mai vàng hoặc ghép cây cảnh á. Đó, này mình gấp vô được nha anh chị. Đó, gấp vô được. Cây này bao sắc bén luôn ha. Này hàng của Nhật nha anh chị. Anh Gia Băng ha. Bao bán luôn, anh chị về mà không bán thì trả là hàng lại cho em ha. Một cây dao ghép này là 150.000. Em bao ship cho mình luôn ha anh chị. Đó, chị xem nè. Đó, hàng của Nhật, đảm bảo chất lượng ha. 150.000. Rồi thứ hai là bộ đục. Bộ đục này gồm là 2 4 6 8 cây dưới một cái dùi ha, 8 cây dưới một cây dùi. Đây, cô chú anh chị xem nè ha, sắc bén luôn. Hàng đảm bảo sắc bén nha cô chú anh chị. Đó. Ở này em bán đồng giá là 350.000, 390.000 một bộ. Em bao ship tặng nhà cho mình. Giá là 390.000. Đó. Là gồm là 8 cây đục. Đó, bao bán nha, cô chú anh chị về mở hàng ra cứ test thử ha. Gồm 8 cây đục đủ loại hết trơn ha, dưới một cây dùi này là 390.000 một bộ, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó. Hàng rất là chất lượng nha cô chú anh chị, mở ra cứ xài thử đi, em xài rất là ok. Mấy hàng nào em đã xài rồi em mới bán. Rồi tiếp theo là kéo cắt cành. Kéo cắt cành thì nó có hai màu. Đó. Màu đen và màu đỏ. Đó, trắng đỏ. Cây này thì 120.000 một cây. Em bao ship. 120.000 một cây em bao ship nha cô chú anh chị. Hàng tuyệt vời, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Hàng rất là đẹp luôn. Chất lượng là này em đã xài rồi nghe chú anh chị. Em bao hàng cho chú anh chị luôn. Về cứ mở ra test thử. À, không bán thì khỏi trả hàng lại cho em ha. Kéo cắt cành là 120.000 một cây. Rồi tiếp theo là kéo tỉa. Kéo tỉa thì nó có hai loại, tỉa dài và tỉa bầu. Đó. Hàng này của Nhật không nghe anh chị. Nè. Đó, đảm bảo với anh chị, hàng rất là chắc bán. Em đã từng xài rồi hết rồi. Kéo tỉa nó có hai loại ha. Kéo tỉa dài và tỉa bầu. Đó, rất là chất lượng luôn. Kéo tỉa này giá là kéo tỉa là đồng giá nha cô chị, 180.000 một cây em bao ship. Đó, cô chú anh chị nào cứ mở hàng ra xem. Đó, không chất lượng thì cứ trả lại hàng lại cho em ha.
hàng rất là đẹp luôn ha. Đó, rất là bén luôn ha. Hàng này em đã xài rồi, em mới giới thiệu cho quý anh chị ha. Tiếp theo là cây cưa xéo. Rồi tiếp theo là cưa lách nghe cô chú anh chị. Cưa lách bao hàng sắc bén luôn. Mắt nhìn ra bằng luôn nè ha. Bao sắc bén luôn nghe cô chú anh chị. Cưa này thì giá đây nè. Em mua lần là mấy trăm cây gì đó về phục vụ của chú anh chị ha. Giá cái loại cưa này chỉ là có 70.000 em bao ship. Mà cô chú anh chị nào mua cùng với cái gì em mới gửi theo nghe cô chú anh chị. Bao sắc bén luôn, cô chú anh chị về em cưa đi, không bén nè trả lại em ha. Rồi tiếp theo là bộ cạp. Cạp gồm có hai loại, cạp xéo và cạp tròn. Này là cạp xéo nè nghe cô chú anh chị. Cạp xéo là mình cắt cành, cành nhỏ cạp mấy cái đầu rồi ha. Đó, cạp tròn. Đó, cặp xéo cặp tròn. Cặp này thì đồng giá là 350.000 một cây ha. Em bao ship tặng nhà cho mình. Đó, cặp xéo cặp tròn ha cô chú anh chị. Cây rất là chất lượng đẹp luôn. Đó, đây là hàng trong hộp, đây em để dưới đây nè. Đây. Đó. Đó. Hàng rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Đó. Này bao sắc bén ha, cặp xéo cặp tròn, đồng giá là 350.000 một cây. Em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn. Đó, cô chú anh chị nhận hàng cứ mở hàng ra kiểm tra, đẹp bén thì cứ nhận hàng giúp em ha. Rồi tiếp theo là siêu kích rễ Trung Quốc nghe cô chú anh chị. Đó, hàng của Đài Loan Trung Quốc. Bịch này là nửa ký 500g. Đó, 500g. Cái này mình pha được với 300 lít nước là nghe cô chú anh chị. Đó, mình ít ít thì mình muốn cà phê đầy cho 3 lít nước mình ha, 3 đến 5 lít nước. Uống cà phê đầy á, mình pha 3 đến 5 lít nước để mình tưới gốc. Cái này tưới gốc nha quý anh chị, này rất là mạnh ha, mạnh hơn N3M da tôi nít nhiều nha quý anh chị. Này là mình chỉ phun dưới gốc thôi nha anh chị, mình phun lá non là nó dễ bị vàng lá. Lá già thì được mà lá non lại bị vàng lá nha quý anh chị. Đó, loại này rất là mạnh, kích rễ là cực kỳ, áp dụng cho tất cả các loại cây, thì mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây mà cây phôi mình mới bứng về đó quý anh chị. Sử dụng rất là tốt, từng mình có thể tưới 2 lần cho nó ha, để kích thích ra rễ cho nó. Rồi đối với cây mà thành phẩm, cây mà đã trưởng thành rồi á, cây sống khỏe rồi, mình định kỳ mình tưới 1 lần để mình giúp bù rễ cho cây phát triển tốt nha quý anh chị. Bịch này 500g thì em bán giá là 200.000, em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị luôn ha. Cô chú nào